Một buổi chiều trời khá là nắng nóng và trong xanh thì đây chúng tôi có YouTuber Bình Trương Vivo thuộc quê quán Long An. Đây quốc độ. Đây một sự hội ngộ đấy, YouTuber giờ má. Đây, chương trình đã có mặt tại khu vực. Xin mời các bạn đến với kênh truyền hình ẩm thực tiếp món ẩm thực Tây Bắc. Món phá lấu Hồng Kông. Cái này là người Hoa đó. Review không anh? Dù như bữa nào tới em đặt nó quay anh quay đâu? Okay. Anh có hiểu mà. Quay. Tại vì em hay đi ăn uống linh tinh á. Thấy nào thích thì em quay. Vậy má. Quay cho con nữa. Quay số góc, lấy một số góc để tao tới quay rồi lấy hết bí kíp. Bí kíp nói gì đâu mà bí kíp. Okay, mình phải quay đang dài đó. Nếu mà quay okay.